Tôi là fan của đầu rêu, tôi rất hâm mộ anh nên hôm nay tới đây để thách đấu Beyblade với anh. Nào, hãy đấu với tôi một trận đi. Ok. Giới thiệu với ngươi, đây là con quay của ta, Bushin Asura mạnh nhất vũ trụ. Còn đây là con quay của ta, Lightning Elder Dragon. Hãy đấu một trận nào. Ta đã thua rồi sao? Hu, ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ về mát mẹ. One week later. Ta đã tập luyện liên tục suốt thời gian qua. Nào hãy đấu với ta lần nữa đi, ta sẽ báo thù. Ánh sáng này là... Đúng vậy, đó chính là hào quang siêu cấp. Hào quang siêu cấp.